Xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Đam mê đồng hồ này, tìm hiểu về đồng hồ và sở hữu cho mình những mẫu đồng hồ nhất định. Vậy thì có bao nhiêu bạn đang xem video ngày hôm nay, chúng ta đã biết về tất cả các loại lịch cũng như là cơ chế vận hành của chúng ở trên một chiếc đồng hồ hay là chưa? Vậy thì những thông tin này ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn và hy vọng rằng nó sẽ thực sự hữu ích trong quá trình nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về đồng hồ của các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với thông tin chi tiết ngay sau đây. Để cho dễ hiểu thì chúng ta sẽ có 6 loại lịch khác nhau. Đầu tiên là lịch ngày này, thứ hai lịch thứ ngày, thứ ba là lịch 3 chức năng hoàn thiện, thứ tư lịch tuần trăng, thứ năm là lịch thường niên và cuối cùng là lịch vạn niên. Đến với lịch ngày thì đây là loại lịch đồng hồ phổ biến và đơn giản nhất. Vòng quay ngày chuyển động từng ngày, từ ngày 1 cho tới ngày 31, sau đó rồi lặp lại. Đồng hồ lịch ngày thì sẽ không tính những tháng có ít hơn 31 ngày như là tháng 2, tháng 4 hay là tháng 6, tháng 9, tháng 10 này. Cho nên chúng ta sẽ phải tự chỉnh bằng tay 5 lần trong một năm. Hiện thì chúng ta sẽ có 4 loại lịch ngày, đó chính là Date Window, thứ hai là Big Date, thứ ba là Pointer Date và cuối cùng là Subsidiary Date. Đầu tiên là Date Window thì ô lịch ngày này sẽ được thông báo qua một ô cửa sổ ở trên mặt số. Chúng ta sử dụng một đĩa tròn in lần lượt từ 1 cho tới 31. Bầu hiển thị thì sẽ chuyển động từ từ sang ngày mới và lúc nửa đêm. Lịch đồng hồ sẽ mất đâu đó khoảng 15 phút hoặc nhiều tiếng đồng hồ để có thể hoàn thiện được việc nhảy lịch này. Thứ hai là Big Date. Bộ lịch hiển thị ngày Big Date bao gồm hai đĩa quay cho hai đơn vị chữ số riêng biệt để người xem có thể nhìn ngay dễ hơn này. Với cơ chế lịch Big Date này thì một đĩa quay sẽ hiển thị hàng chục, đĩa quay còn lại thì sẽ hiển thị hàng đơn vị. Hai hệ thống riêng biệt này sẽ được thiết kế chồng lên nhau hoặc là nằm kề nhau. Khác với cơ chế lịch ngày thông thường thì cơ chế của Big Date sẽ nhảy sang ngày mới ngay lập tức khi mà đồng hồ điểm đúng nửa đêm. Cơ chế chuyển thì có phần phức tạp hơn, đòi hỏi bộ máy có sự cộng rồn năng lượng để hai đĩa xoay này hoạt động cùng một lúc. Loại thứ ba nằm trong dòng lịch ngày thì đó chính là Pointer Date. Với loại này thì chúng ta sẽ sử dụng một cây kim dài đồng tâm với các cây kim khác để chỉ số ngày. Nó sẽ chỉ theo số vòng tròn được in từ 1 cho tới 31. Đến với loại cuối cùng ở mục lịch ngày thì chúng ta sẽ là Subsidiary Date. Cơ chế lịch sử dụng một vòng tròn nhỏ trên mặt số đồng hồ cùng với một cây kim nhỏ để chỉ các ngày từ 1 cho tới 31 ở trong tháng. Loại đồng hồ thứ hai đó chính là lịch đồng hồ thường ngày, hay còn gọi với một cái tên khác là Date. Chỉ cần nghe qua cái tên thôi là chúng ta cũng đã dễ dàng hình dung ra được cái cơ chế hoạt động của loại lịch này rồi đúng không nào? Lịch Date này thì hiển thị cả thứ và ngày ở trên cùng một chiếc đồng hồ, hay còn gọi với cái tên là lịch đôi đấy. Có nhiều cách để thể hiện. Chúng ta có thể hiển thị như là hai ô lịch nằm cạnh nhau ở bên phải của mặt số đồng hồ, hay là phần thứ thì sẽ hiển thị ở một ô lịch ở phía trên, còn phần ngày thì sẽ hiển thị ở một ô lịch ở phía dưới hoặc là bên phải, tùy theo thiết kế của từng mẫu đồng hồ khác nhau. Và đến với loại lịch thứ ba thì chúng ta sẽ là lịch 3 chức năng hoàn thiện, hay còn gọi là Triple Calendar. Và Triple Calendar thì sẽ là một cái ô lịch phát triển hơn so với lịch thứ ngày. Tức là khi này chúng ta sẽ có thêm một ô lịch tháng nữa. Và tất nhiên khi mà Triple Calendar được bổ sung thêm một ô lịch mặt trăng thì nó sẽ trở thành một bộ lịch hoàn chỉnh và cao cấp nhất ở trên một chiếc đồng hồ đeo tay. Tức là chúng ta sẽ có ô lịch thứ ngày này, lịch tháng và lịch mặt trăng. Tiếp theo ở vị trí thứ tư của chúng ta đó chính là lịch đồng hồ tuần trăng Moon Phase. Đây là một cái loại lịch hiển thị và mô phỏng lại chu kỳ hoạt động của mặt trăng, giúp chúng ta có thể xác định được lịch âm hay những ngày trăng tròn. Chức năng này thì không chỉ mang lại một cái tính thẩm mỹ cho đồng hồ mà nó còn tỏ ra một cái sự đặc biệt và phù hợp với những ai mà quan tâm đến lịch âm hay là yêu thích thiên văn học. Và đồng hồ Moon Phase thì sẽ có lịch trăng chính xác đến 122 năm. Hết 122 năm đó thì chúng ta mới phải điều chỉnh lại hình mặt trăng tương ứng cho các ngày trong năm. Sở dĩ nó đặc biệt là bởi vì chu kỳ mặt trăng thực tế sẽ kéo dài 29,53 ngày, còn chu kỳ mặt trăng trên đồng hồ sẽ kéo dài tới 29,5 ngày. Đến với một loại lịch cao cấp hơn, đó chính là lịch thường niên, hay còn gọi là Annual Calendar. Và với chức năng này của chúng ta thì đòi hỏi một cái sự phức tạp, và tất nhiên chỉ có thể những người nghệ nhân có tay nghề cao thì họ mới có thể sản xuất ra những chiếc đồng hồ này. Và từ đó thì mức giá thành của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Và với loại lịch này thì nó sẽ cho phép đồng hồ của chúng ta nhận biết chính xác các ngày trong một tháng, kể cả là tháng đó có 30 hay là 31 ngày. Như vậy lúc này chúng ta chỉ cần điều chỉnh đồng hồ có lịch Annual Calendar 4 năm một lần vào ngày cuối cùng của tháng 2 năm nhuận mà thôi. Chuyển từ ngày 28 sang 29 của tháng 2 và sang ngày 1 của tháng 3. Thông thường những chiếc đồng hồ được trang bị tính năng lịch này thì sẽ nhận biết được năm nhuận có 21 ngày và sẽ tự nhảy từ ngày 28 tháng 2 sang ngày 1 tháng 3 luôn. Và
Và cuối cùng, lịch vạn niên Perpetual Calendar, đây là một loại lịch có cơ chế phức tạp hơn bất cứ một cái loại cơ chế lịch nào có ở trên thị trường hiện nay. Và đây là một chức năng cao cấp được trang bị ở trên những mẫu đồng hồ cơ và chúng ta có thể được xếp chung với những cơ chế đỉnh cao như là Turbulent hay là Minute Repeater. Với cơ chế lịch đồng hồ này thì đã được lập trình cho phép tự nhận biết được các thứ ngày tuần tháng trong năm, kể cả những tháng có 28 hay là 29 ngày. Chức năng lịch này thì đòi hỏi người dùng của chúng ta sẽ phải điều chỉnh một lần trong 100 năm. Cơ chế lịch phức tạp này thì có khả năng nhớ hơn 1461 ngày. Tuy một số hệ thống đã được thiết kế nhưng mà nhìn chung vòng quay quanh 4 năm một lần giúp hiển thị sự tương quan của lịch với chiều dài của tháng chính xác nhất. Như vậy, với lịch Perpetual Calendar này, nếu như chúng ta được trang bị trên một mẫu đồng hồ được kích hoạt vào năm 2000 thì tới tháng 2 năm 2100 thì chúng ta mới phải điều chỉnh lại một lần. Tiếp theo nữa, với những ai sử dụng mẫu đồng hồ được trang bị tính năng lịch này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng hộp xoay đồng hồ khi mà không đeo để có thể bảo dưỡng cũng như là duy trì cái khả năng hoạt động tốt cho cỗ máy phức tạp này. Và đặc biệt với những ai sử dụng những mẫu đồng hồ được trang bị tính năng lịch vạn niên thì chúng ta cần phải lưu ý một điều là với loại đồng hồ này sẽ không cho phép chúng ta chỉnh lịch ngược lại. Và nếu như các bạn lỡ tay chỉnh lịch hơn một tháng thì có lẽ là chúng ta phải chờ thêm một tháng nữa thì mới có thể chỉnh lại được lịch. Và với cơ chế Perpetual Calendar này thì có thể biểu thị thông tin ở trên mặt số với nhiều cách khác nhau. Từ mặt số có các cách thức hiển thị điển hình cho đến những thiết kế có sự sáng tạo hay là những kiểu thiết kế mang đầy tính khác biệt nhằm tăng thêm một cái sự đa dạng cho những mẫu đồng hồ này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không gây rối mắt dành cho người xem luôn. Và hy vọng rằng với thông tin về 6 cơ chế lịch có trên một chiếc đồng hồ đeo tay sẽ là những cái thông tin mà các bạn đang tìm kiếm. Và nếu như mà mình có sai sót hay thiếu sót gì thì các bạn hãy chia sẻ bên dưới và bình luận cho mình biết với nha. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồ Hoài Chiêu để nhận thêm nhiều video về đồng hồ nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!